Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của shop Lâm Huy. Trong video này thì shop sẽ tổng hợp báo giá trực tiếp công khai tới anh em các mẫu bơm cao áp từ bơm tay đến bơm máy để anh em có thể tham khảo và cân đối tài chính cho mình. Giá ở thời điểm hiện tại thì đang rất là rẻ rồi để anh em có thể tham khảo và mua cho mình những cái mẫu bơm chất lượng cao và giá vô cùng là hấp dẫn ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Giá thì nó sẽ luôn luôn biến động lên xuống, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho shop qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Shop sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em các mẫu bơm cũng như là báo giá cho anh em ở thời điểm anh em đặt hàng. Thì ở đây shop sẽ có các mẫu bơm tay thì sẽ có bơm FB logo con hổ, bơm AGH, bơm máy thì sẽ có từ bơm mini, bơm Poolin và bơm podcast. Đó, shop sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em và báo giá cho anh em từng loại. Đối với các mẫu bơm này thì shop sẽ luôn luôn ship COD đồng kiểm anh em nhé. Anh em nhận hàng sẽ kiểm tra đầy đủ phụ kiện này. Đấy, anh em tháo bơm ra, test bơm thoải mái, nên là bơm có hoạt động ok hay không, anh em có hài lòng hay không và chất lượng sản phẩm anh em cảm thấy ok thì anh em mới phải trả tiền. Còn không thì anh em cứ cho quay đầu hàng và không bất kỳ một chi phí nào. Và ngay sau đây thì shop sẽ đi vào giới thiệu cho anh em về các mẫu bơm PCP. Đầu tiên sẽ là các mẫu bơm máy em nhé. Bơm máy thì ở đây shop sẽ có mẫu bơm Poolin và mẫu bơm podcast như trong hình ảnh đây anh em nhé. Mẫu bơm Poolin bên này và mẫu podcast này. Hai mẫu bơm này thì sẽ sử dụng hệ thống nước làm mát bằng nước lọc anh em nhé. Đấy, bằng nước, nó sẽ có hệ thống lọc nước. Đây, các phụ kiện đi kèm của hai mẫu bơm to này thì nó sẽ giống nhau. Nó sẽ có một hệ thống lọc này. Đây là củ lọc này. Và hai cái đường dây ống, một đường dây nước vào và một đường dây nước ra. Thì đối với cái hệ thống này thì nó sẽ làm mát bằng nước. Đấy, khi anh em sử dụng bằng nước thì nó sẽ chạy liên tục, nước vào và nước ra, nó sẽ làm mát cho cái bơm của mình. Nó sẽ làm mát rất là hiệu quả anh em nhé. Đấy, phụ kiện đi kèm theo của nó sẽ có một cái túi phụ kiện như thế này nữa này. Sẽ có đầy đủ gioăng sim, lò xo, van để anh em có thể bơm ô tô xe máy nữa. Nó rất là tiện lợi anh em sử dụng đa chức năng, sử dụng bơm ô tô xe máy này, sử dụng dành cho PCP. Và một cái dây nguồn. Đối với mẫu bơm Poolin thì nó sẽ sử dụng cái dây của nó sẽ là dây lọc ẩm to, còn podcast sẽ là lọc ẩm nhỏ. Đấy. Mỗi bơm Poolin này thì nó mới ra gần đây thôi. Mẫu bơm này thì nó cũng rất là khỏe. Hai mẫu bơm này thì bơm 300 cân thoải mái, rất là khỏe anh em nhé. Đấy. Và nó rất là nhanh, đặc biệt là hai mẫu bơm này đều rất là bền. Nó chỉ là hai hãng khác nhau thôi. Hai hãng khác nhau. Mẫu bơm Poolin này thì mới ra sẽ có 3.2 triệu và bơm podcast này thì là 3.4 triệu. Đấy, thì shop nhập như thế nào thì shop bán như thế. Đấy, shop nhập podcast cao hơn thì giá của nó sẽ cao hơn. Đấy, còn về cái chất lượng của hai cái mẫu bơm này thì đảm bảo cho anh em là đều rất là bền, đều rất là khỏe để anh em có thể lựa chọn hai cái mẫu bơm này phù hợp với cái ý thích và nhu cầu của anh em. Về các cái mẫu bơm này thì giới thiệu chi tiết này cũng như là test bơm thì shop đều có những cái video ở trên kênh rồi. Anh em có thể lên kênh của shop để có thể đánh giá trực tiếp trong cái video mà shop test trực tiếp hai cái mẫu bơm này anh em nhé. Tiếp theo là mẫu bơm mini. Mẫu bơm mini này thì nó sẽ rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Đấy, ưu điểm của nó là nhỏ gọn và tiện lợi cũng như là nó sẽ sử dụng đa dạng các cái nguồn điện như là 12V, 110 và 220V. Và nó tiện lợi hơn nữa là nó sẽ sử dụng hệ thống tản nhiệt, quạt tản nhiệt để làm mát cho bơm. Đấy, anh em mang theo nó sẽ rất là dễ dàng và cũng như là anh em sử dụng được cả điện ắc quy này và điện lưới. Các cái phụ kiện đi kèm của cái mẫu bơm này thì nó sẽ có thêm một cái cục đổi nguồn. Đấy, cục đổi nguồn này thì anh em cắm vào anh em có thể sử dụng được điện lưới của mình này. Và đây là cái kẹp để anh em có thể sử dụng ắc quy. Đấy. Và một cái túi phụ kiện nữa, nó cũng sẽ có lọc ẩm này, gioăng sim, bom nhựa như là van để anh em bơm mô tô xe máy. Đấy. Các cái mẫu bơm máy này thì anh em yên tâm là mình sử dụng nó rất là khỏe và đặc biệt là anh em bơm thì nó sẽ không bị mệt, không phải dùng sức. Đấy. Và nó bơm rất là nhanh, đặc biệt là nó rất là bền anh em nhé. Đối với các cái mẫu bơm máy này thì shop sẽ có bảo hành cho anh em, anh em yên tâm. Thì bơm Poolin này sẽ có giá là 3.2 triệu, podcast là 3.4 triệu, còn mini này sẽ là 3.3 triệu. Đó, anh em có thể tham khảo và cân đối tài chính cho mình, lựa chọn cho mình các cái mẫu bơm phù hợp với nhu cầu của anh em. Đấy, bơm thì nó rất là khỏe, đặc biệt là rất là bền, anh em yên tâm về cái chất lượng của cái mẫu bơm này. Sẽ có bảo hành cho anh em. Nhận hàng thì anh em cứ test bơm. Đấy, anh em test bơm thoải mái, cái bơm hoạt động tốt hay không thì anh em mới phải thanh toán. Ok, tiếp theo sẽ là đến các cái mẫu bơm tay. Mẫu bơm tay thì sẽ có hai mẫu cho anh em lựa chọn, nó chỉ khác nhau ở mẫu mã thôi anh em nhé. Còn chất lượng này, hoạt động của các cái mẫu bơm này thì nó đều tương tự nhau, nó sẽ chỉ khác nhau về hãng. Nó sẽ có một nhãn hàng FB logo con hổ và nhãn AGH, mẫu mã của nó thì khác nhau về mẫu mã thôi. Thì nó sẽ đều có bơm nhỏ, bơm vừa đến bơm to. Các cái phụ kiện đi kèm thì đối với mẫu AGH nó sẽ có đầy đủ phụ kiện đi kèm như là lọ dầu silicon này, một túi gioăng sim đầy đủ, lục giác, bom nhựa, gioăng sim, lọc ẩm này và van bơm mô tô xe máy, một cái cà lê đa năng. FB logo con hổ thì nó cũng sẽ tương tự như vậy, nó sẽ có một cái túi phụ kiện bông lọc ẩm này, gioăng sim đầy đủ, van ô tô xe máy, dầu silicon và cà lê. Anh em nhận hàng thì cứ kiểm tra đầy đủ phụ kiện và test bơm này thoải mái anh em nhé. Các cái mẫu bơm thì nó sẽ có bơm nhỏ, bơm vừa đến bơm to, tương tự nhau anh em nhé. Hai mẫu này thì nó chỉ khác nhau về mẫu mã thôi. Thì shop sẽ giới thiệu luôn cho anh em. Đầu tiên là mẫu bơm to, sẽ có đồng hồ to và lọc ẩm to. Đồng hồ của nó đều là đồng hồ dầu anh em nhé, đồng hồ dầu 50 MPA, lọc ẩm to. Anh em sử dụng lọc ẩm to thì nó sẽ giới hạn tối đa cái lượng hơi nước vào trong bơm và bảo vệ van bình của anh em sẽ không bị hơi nước vào. Thân của nó sẽ là thân inox 304, chân của nó là chân cánh bướm gấp được anh em nhé. Đấy, nó sẽ gấp được và rất là tiện lợi cho anh em để mang theo. Tay cầm của nó là tay cầm bằng cao su, anh em cầm nó sẽ độ ma sát của nó rất là cao và chắc tay. Đối với cái mẫu bơm này thì nó có sử dụng hệ thống nước làm mát bên trong. Đấy, anh em có thể đổ thêm nước làm mát vào trong bơm để có thể sử dụng, nó sẽ bị được mát bơm, bơm không bị nóng và đảm bảo cái tuổi thọ của bơm của mình. Bơm to này sẽ có hệ thống nước làm mát và bơm tối đa được 300 cân. Tiếp theo là mẫu bơm vừa. Mẫu bơm vừa thì sẽ có đồng hồ to này, lọc ẩm nhỏ, nó chỉ khác nhau ở cái phần lọc ẩm nhỏ và lọc ẩm to thôi. Bơm vừa sẽ là lọc ẩm nhỏ, chân vẫn là chân cánh bướm gấp. Đấy, cái logo AGH này. Thân của nó vẫn là thân inox 304 và tay cầm bằng cao su, có sử dụng nước làm mát. Mẫu bơm này thì bơm tối đa 280 cân quay đầu. Tiếp theo là mẫu bơm nhỏ. Mẫu bơm nhỏ thì sẽ là đồng hồ nhỏ và lọc ẩm nhỏ, đồng hồ 40 MPA, lọc ẩm nhỏ, chân của nó là chân cánh én không gấp. Đấy, thân inox 304 và tay cầm bằng cao su. Đấy, mẫu bơm này thì nó cũng rất là nhỏ gọn thôi. Nó tương tự như vậy thì sẽ đến các cái mẫu bơm nhỏ, bơm vừa, bơm to của nhãn hàng FB logo con hổ. Đấy, về cái chức năng cấu tạo cũng như là hoạt động của các mẫu bơm này đều như nhau. Đấy, nó chỉ khác nhau ở phần mẫu mã thôi. Thì anh em có thể chọn mẫu mã sao cho nó hợp gu của anh em thôi. Đấy, còn về chất lượng như là cái độ khỏe của bơm nó đều giống nhau, giá cả nó cũng sẽ giống nhau. Đấy, khác hãng thôi. Đồng hồ to, lọc ẩm to này, đấy sẽ review cho anh em xem về cái mẫu mã của nó thôi. Đấy, vẫn là đồng hồ to, lọc ẩm to, đồng hồ dầu. Đấy, chân cánh én gấp anh em nhé. Cũng sẽ có sử dụng nước làm mát và bơm được 300 cân quay đầu. Bơm rất là khỏe. Đấy, biểu tượng con hổ, con báo đây. Tương tự như thế thì bơm vừa của nó sẽ là khác mỗi cái lọc ẩm thôi, sẽ là lọc ẩm nhỏ. Đấy thì shop sẽ báo giá luôn cho anh em đồng giá anh em nhé. Hai hãng AGH hoặc FB anh em tùy ý chọn. Đấy, thì bơm to của nó là 800, bơm vừa là 700 và bơm bé là 570.000, bao ship tận nơi cho anh em rồi. Nhận hàng kiểm tra test bơm mới phải thanh toán. Đó, giá cả shop gửi tới anh em luôn luôn là rẻ nhất thị trường. Để anh em yên tâm về giá cả cũng như là chất lượng, đều là hàng chuẩn, hàng chính hãng loại 1 và có bảo hành cho anh em nhé. Anh em bơm biết về mà có vấn đề gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho shop, shop sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho anh em. Ok, anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho shop qua các số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Yêu thích video thì cho shop xin một like và đăng ký kênh để chờ đón những video tiếp theo. Trên kênh của shop còn rất nhiều những cái chương trình thanh lý, xả kho, giảm giá, khuyến mại, tặng quà. Đấy, anh em lên kênh của shop để theo dõi kênh anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.